师傅。师傅。Châu Phu Nhân Tập 25 君老保佑翠邀您收看胡珠夫人爱是无畏也是自然如初的真实高端奶粉选君老保佑翠既是有机奶粉又有更好配方订酒店就同城安心预定退改无忧同城旅行邀您收看高光时刻一定去跟公爷打声招呼其实公爷他呀哎呀我都说了好吃又好玩，奥利奥邀请您观看《胡珠夫人》。治流感、抗病毒的999抗病毒口服液，邀您收看《胡珠夫人》。海thị, ca, tay đệ làm sao thế? Chuyện nhỏ thôi.Đừng nằm quá lên vậy Huynh Để nhìn lại mình đi Mặt mũi tái nhợt thế kia Mà còn bảo chuyện nhỏ à Tối qua bệnh tình Thục Dung Phi nguy cấp Cần máu làm thuốc dẫn Nên ta mới rạch một chút Rạch một chút Vết thương lúc ở thành Lan Tư của đệ chỉ mới khỏi thôi Giờ còn rạch cánh tay Làm thuốc dẫn cho người ta Đệ chán sống rồi à Tình hình lúc đó vô cùng cấp bách Thục Dung Phi suýt thì mất mạng Huống hồ bệ hạ cỏ đó nữa kìa Ta không nói với Huynh nữa Ta mệt rồiĐệ Công gia Mọi chuyện ở phủ đế cơ đều được sắp xếp ổn thỏa rồi Đế cơ không nói gì Nhưng xem sắc mặt Thì vẫn rất hài lòng Trong triều có ai ghé thăm không Chuyện đó thì không Giờ đế cơ đương lúc nổi danh Mọi người cũng sợ bị mang tiếng Thấy kẻ sang bắt quan làm họ Ngoài Xuân Dương Điện Hạ Thì chỉ có một hai vị đại thần đến phủ thăm hỏiHọ chẳng sợ bị nói là thấy kẻ xe bắt quan làm họ đâu Chỉ là không đoán được Bệ hạ đang nghĩ gì thôi Vài ngày nữa là ngựa xe chật như nêm trước cửa ấy mà Cũng phải À phải công gia Kể ra thì còn một chuyện tốt nữa Chuyện gì Hôm qua Thục Dung Phi bị bệnh Trong cung ầm ĩ cả lên
Nghe nói cứu được Thục Dung Phi đều là nhờ công của tiểu công tử. Chỉ trong một tối mà bệ hạ đã nhìn tiểu công tử bằng con mắt khác. Người muốn nói gì? Công gia, gần đây tiểu công tử hơi sa sút tinh thần, để lén xin bệ hạ điều đến trung vệ quân, tất nhiên là sai, nhưng cũng là vì công gia thôi. Không cần nói nữa. Công gia, đang rất thuốc cho tiểu công tử à? Vâng. Thấy y ở y quán diện đến khám, nói tiểu công tử khí huyết kém, nên có kê một vài thang thuốc bồi bổ nền tảng cơ thể. Để ta trông cho. Ngươi đi làm việc đi. Không, không được đâu, công gia. Sao có thể để ngài làm việc nặng nhọc đi được? Nếu để người khác biết được thì tiểu nhân sẽ bị xử tội chết mất. Đi đi, không sao đâu. Vâng. Thục Dung Phi, có thuốc rồi ạ? Ngươi uống thuốc trước đi, chờ lát đi. Người còn chưa khỏe hẳn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Ta chỉ đọc thêm vài trang nữa thôi. Đọc thêm vài trang là bao nhiêu trang? Không cần đâu. Không nghỉ ngơi cho khỏe, còn đọc sách gì nữa? Sách linh tinh thôi ạ. Mời chuyện ở Nguyên Giang, kể về những gì nghe được thấy được khi du ngoạn. Đừng sợ, thần thiếp không dám. Sau này trẫm sẽ không đối xử với nàng như trước nữa. Nếu mấy hôm tới nàng rảnh thì có thể tới Hồ Xuân Bình xem vài thứ trẫm chuẩn bị cho nàng. Đây là Hiệt La. Sao trong cung lại có nhiều Hiệt La thế này? Theo truyền thuyết, Hiệt La hông khô ngâm với tam hoa túy, uống một ly là một giấc mộng. Trong mơ có thể hồi tưởng hạnh phúc thoáng qua, hoặc là có thể thấy gương mặt mà đời này không thể gặp lại lần nữa. Nó có công hiệu kỳ diệu vậy thật ư? Chưa chắc đã khiến người ta mơ thấy. Chẳng qua chỉ là một truyền thuyết đẹp mà thôi. Nô tỳ biết chuyện đó. Đèn nước mà bình thường chúng ta thả được làm theo hình dáng của loài hoa này, nhưng chẳng phải loài hoa này sinh trưởng ở chú liễn sao? Thiệt là hiếm có, dù ở chú liễn cũng ít thấy. Không ngờ ở đây lại có nhiều tới vậy. Thiên Khải
quả là rộng lớn trù phú, địa linh nhân kiệt. Dù có rộng lớn trù phú hơn nữa, nhưng muốn tìm được nhiều thế này, ắt cũng phải tốn khá nhiều công sức. Bệ hạ làm vậy có lẽ là muốn xin lỗi. Trong lòng bệ hạ cũng có nhiều lời không nói ra được. Bệ hạ mạnh tay thật đấy. Trong một thời gian ngắn mà tìm được nhiều hiệp la đến thế. Lời hoa đó đẹp thật, ta chưa từng thấy bao giờ. Chỉ là hoa thôi mà, ta nhìn kiểu gì cũng không thấy hiệp la khác hoa sen ở chỗ nào. Chá Lựu thật đáng thương khi thích phải một kẻ đầu gỗ như huynh. Để nói gì cơ? Ta nói huynh đầu gỗ đó. Đầu gỗ? Để dám nói ta à? Để Hải thị, đế cơ điện hạ. Điện hạ, ta hỏi huynh, huynh bảo Yên Lăng đế cơ và bệ hạ thất lạc đã lâu, một khi được nhận về thì chính là dưới một người trên vạn người. Cám dỗ như thế liệu có phải người mạo danh không? Cho dù có người muốn có ý định này cũng chắc chắn không thể trà trộn vào được. Trên dưới lễ bộ có mấy cái đầu dám qua loa lý lệ với thân thích của bệ hạ chứ? Đã sàng lọc kỹ lai lịch nguồn gốc, kiểm chứng nhiều lần rồi. Hơn nữa Yên Lăng đế cơ, bệ hạ và Xưởng Dương, người ta lớn lên bên nhau từ nhỏ mà còn nhận lầm chắc. Huynh nói có lý đấy, nhưng ta có cảm giác đế cơ này hơi kỳ lạ. Vì ta nghe nói Yên Lăng đế cơ từ nhỏ đã thích mẫu đơn, hôm ấy Diện Thánh cũng đem theo qua đến, vì thế được Xưởng Dương điện hạ nhận ra ngay. Nhưng nếu đã thích mẫu đơn từ nhỏ, vì sao mùi hương trên người ban nãy hình như lại là hương hoa sen? Có sao? Có. Nói chung không phải mùi hương mẫu đơn. Đệ không phải là người của hoàng thất, dám ở đây ngang nhiên bàn luận mùi hương trên người Yên Lăng đế cơ, đệ chán sống rồi à? Đi mau đi mau. Đi thôi. Hôm nay đường đột rồi, chưa cho người truyền tin đã đến cửa ghé thăm. Không việc gì, chỗ ta xưa nay vắng vẻ. Hôm ấy trong yến tiệc điện tử thần, Lâm Lan thấy sắc mặt người không tốt lắm. Về sau lại nghe nói bị bệnh, thiết nghĩ Thục Dung Phi mới đến Đại Trưng chưa lâu, có lẽ chưa thích ứng với khí hậu giảm thực nơi đây. Trước đây ta lưu lạc ở Ni Hoa La, ban đầu cũng không thích nghi được với khí hậu ở đó. Một năm có tới hơn nửa năm ốm đau. Về sau tình cờ gặp cơ duyên, bắt đầu học điều chế một vài túi hương liệu, dần dần cơ thể cũng chuyển biến tốt. Đây là hương liệu thượng hạng tự tay ta chọn, có lẽ sẽ có ích cho sức khỏe của Thục Dương Phi. Nếu người không chê thì hãy đeo trên người, có còn hơn không? Điện hạ có lòng rồi. Thục Dung Phi không cần khách sáo thế, chẳng qua là ít hương liệu thôi, không đáng là bao. Ta rời cung nhiều năm, nhiều phép tắc trong cung đều dần quên hết. Sau này xin nhờ Thục Dung Phi nhắc nhở nhiều hơn. Không dám. Nếu Đệ Lan có thể làm được, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Mời điện hạ dùng trà. Đây là trà Long Tỉnh Minh Tiền sao? Đúng vậy, là trà Long Tỉnh mới cống lên năm nay. Ta nhớ mãi hương vị hồi nhỏ, nhưng nhiều năm qua chưa từng thưởng thức trà trong cung. Cảm giác hương vị dường như đã khác với ngày xưa rồi. Giống như trước kia, từng có lúc cung Chiêu Minh là nơi ở của Tam Hoàng Huynh Thúc Quân. Hồi đó ta còn hay tìm huynh ấy nô đùa, giờ đã trở thành Tế Phong Quán. Này đã khác xưa. Nhưng Thanh Hải Công dẫu sao cũng là nam nhân ngoài hoàng thất, sống ở trong cung, Thục Dung Phi có cảm thấy có phần bất tiện không? Mọi thứ trong cung
bệ hạ tự biết lo liệu. Cung Vũ An và Tế Phong Quán trước nay chưa hề qua lại, vì thế ta cũng không rõ những việc này. Hôm nay đã hỏi thăm Thục Dung Phi, cũng đã thưởng thức trà, không quấy rầy thêm nữa. Thục Dung Phi giữ gìn sức khỏe. Nếu muốn tìm đồ ăn thức uống, trà thơm điểm tâm hoặc đồ chơi khác ở bên ngoài cung thì cứ việc cho người chuyển lời với ta. Đa tạ điện hạ. Đế cơ lưu lạc ở Ni Hoa La nhiều năm, lần này trở về phong thái vẫn hơn người. Ngoài mặt là đến thăm Thục Dung Phi, lời nói lại ngấm ngầm dò la thực hư trong cung. Có lẽ chính vì cô ấy từng mài dũa bên ngoài nên mới càng thận trọng hơn. Bệ hạ đã nhận cô ấy thì cô ấy chính là đế cơ danh chính ngôn thuận. Các em không được vô lễ. Vâng. Những chuyện khác đừng để ý đến. Mùi hương của túi thơm này đúng là thanh mát và dễ chịu. Bích Tử, giữ nó giúp ta. Vâng. Công gia, Hạng Bắc truyền tin tới Tô Minh đã làm mưu thần đông lục của Tả Bộ Đôn Dương. Nghe nói đã giúp Tả Bộ Đôn Dương tiêu diệt vài bộ tộc nhỏ. Xem ra tạm thời hắn đang bận tranh công trước mặt Đoạt Lạc, không rảnh bận tâm xuống phía nam tấn công Hoàng Truyền Danh. Nhưng thành Thiên Khải vẫn không được lơi lỏng. Hiểu ạ? Sư phụ về rồi à? Sư phụ, trong lòng Hải Thị có một chuyện, nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải báo với sư phụ mới chu toàn. Nói, hôm nay con đi làm nhiệm vụ đã gặp Yên Lăng Đế Cơ. Ngày ấy dùng một mùi hương, ngửi thì thấy là hoa sen chứ không phải mẫu đơn. Con muốn nói gì? Con cứ cảm giác Yên Lăng Đế Cơ này có chỗ bất thường, muốn tìm người Ni Hoa La điều tra. Nhỡ đâu Yên Lăng Đế Cơ là hoàng nữ của tiên đế được bệ hạ gật đầu đích thân nhận về, tỷ tỷ của Xưởng Dương điện hạ. Con đi điều tra ngày ấy có nghĩa là bệ hạ đã nhận lầm. Hải Thị không dám. Nghe nói con lấy máu làm thuốc dẫn nhằm cứu Thục Dung Phi, vết thương trên người con đã đỡ hơn chưa? Đa tạ sư phụ quan tâm, đã đỡ nhiều rồi. Hôm nay con đi trực chắc là mệt rồi. Tiêu Tử, dẫn tiểu công tử về nghỉ ngơi. Vâng, mời tiểu công tử. Bệ hạ, Cố Trần Thị tố cáo Thanh Hải Công lòng lan giả sói, dối trên gạt dưới, bài xích đồng đảng, tự ý giết cận thần thiên tử, chủ án bốn người Cố Đại Thành, A Ma Lam lục dục tướng năm xưa, giờ đã lan truyền khắp Thiên Khải, bách tính kêu than sục sôi, dân chúng đều nói rằng đây là tội dung ân phụ nước, phải tru di cửu tộc. Thần biết Thanh Hải Công chức trọng quyền cao, nắm trọng binh trong tay, nhưng vụ án này không thể xem thường, vì thế đoàn ngự sử. Thanh đã dâng liên tiếp mười mấy bản tấu sớ rồi, bây giờ cũng muốn lẩm nhẩm trước mặt trẫm. Thần chuyên giám sát, chức trách là uống nắng lỗi lầm của bá quan, đây là bổn phận của thần. Hôm nay cho dù bệ hạ lấy mạng của thần, thần cũng không thể không nói. Vụ này sớm đã giao cho đình úy xử lý. Tông Thiếu Khanh, Khanh nói xem tiến triển thế nào. Bẩm bệ hạ, vụ án này phức tạp. Lục dực tướng A Ma Lam, Cố Đại Thành đã mất nhiều năm. Bà cháu Cố Trần Thị chết giữa đường.
thu thập bằng chứng khó khăn, việc điều tra cần thêm thời gian. Vậy là không có bằng chứng gì hết. Đoàn ngự sử, Khanh nên biết đổ an cho trọng thần cũng có thể tru di cửu tộc. Thần không dám, thần không hề nói rằng Thanh Hải Công chắc chắn có tội. Thần chỉ cho rằng trong thời gian đình úy thẩm tra vụ án này, Thanh Hải Công không nên lên triều bàn chính sự. Thần khẩn cầu bệ hạ tạm thời cách chức của Thanh Hải Công, để đình úy có thể thẩm tra Thanh Hải Công. Như vậy mới có thể xoa dịu lòng dân, chấn chỉnh triều cương. Chúng thần tán thành. Bệ hạ, thần tin tưởng Thanh Hải Công. Bệ hạ, đoàn ngự sử nói chí phải, thần suy nghĩ không chu toàn, thần xin tự cách chức, phối hợp điều tra với đình úy. Thần tin rằng Tông Thiếu Khanh nhất định có thể trả lại sự trong sạch cho thần. Thần nhất định sẽ tận tâm tận lực. Dân chưa thấy cái gì? Rõ ràng là kéo bè cánh muốn tước binh quyền của ngươi. Thần biết. Ngươi biết. Ngươi biết mà còn thuận theo ý của bọn họ. Lần này quần thần phẫn nộ không nguôi. Nếu không thuận theo ý của họ, họ sẽ không để yên. Bệ hạ che chở thần quá sẽ ảnh hưởng tới danh dự của bệ hạ, danh dự của trẫm. Trong mắt bọn họ, trẫm chỉ là người vui giận thất thường, bạc bẽo khắc nghiệt mà thôi. Trẫm thì có danh dự gì? Bệ hạ là minh quân thánh chủ. Tạm thời nhẫn nhịn thêm đi. Việc đến nước này nói nhiều cũng vô ích. Ngươi đã không còn việc công thì thường xuyên tới đánh cờ với ta. Dân, thần cáo lui. Thanh Hải Công, bệ hạ, Yên Lăng đế cơ cầu kiến. Không gặp. Dân, thiệt la trên hồ Sương Bình đã nở chưa? Bẩm bệ hạ, nở rồi ạ. Nở đẹp lắm. Chắc là có thể nở một thời gian. Được. Điện hạ, người vừa trở về, bệ hạ đã tránh mặt không gặp. Thật sự bận tới vậy sao? Không sao, hôm khác thăm hỏi cũng được. Ta cũng nhiều năm rồi không về cung, đi lại nhiều hơn cũng tốt. Đó hình như là Hiệt La. Chúng nô tỳ không biết. Loài hoa này rất hiếm gặp ở kinh thành. Chuyện hôm nay đừng cho Hải Thị và Trác Anh biết. Dân, chỉ là việc này trọng đại, hay là không giấu được bao lâu. Cố gắng giấu đi. Dân. Bệ hạ tốn bao công sức thu thập chỗ Hiệt La này từ phương Nam, bản thân thì lại đóng cửa không ra ngoài, không gặp ai hết, uổng phí khoảng thời gian qua đường khoe sắc. Chắc là có chuyện trong lòng, không có hứng thú. Qua bên kia. Bên kia hoa nở rồi. Yên Lăng đế cơ. Phương đại nhân. Phương Trắc Anh. Điện hạ cẩn thận. Yên Lăng đế cơ ở đây. Thuyền nhỏ không vững, cẩn thận kẹo ngã xuống đấy. Các người không biết chứ, thiệt là yếu ớt lắm đó. Cần dễ ít nước lên cành lá, hoa mới nở đẹp. Có nước, để ta. Sư phụ. Đa tạ ơn cứu mạng của các hạ. Điện hạ thứ tội, chúng ta đến trễ. Là ai trực ở đây? Con à, nếu hôm nay ta không có mặt, con nên làm thế nào? Nên lập tức cứu người. Không đủ ứng biến, nói gì tới cứu người. Sư phụ, việc này không phải lỗi của một mình các anh. Thần vốn là chủ tướng của huynh ấy, quản lý cấp dưới không đến nơi đến chốn.
xin điện hạ trách phạt. Là ta hành sự tùy hứng, thấy việc làm mới lạ, khăng khăng đòi đi dạo trên hồ, không cần trách móc gì Lâm Lam. Còn không đưa điện hạ về phủ đi. Sư phụ, đế cơ thân phận tôn quý, có thể cho các anh lấy công chuộc tội, hộ tống cùng con không? Thôi vậy. Đại nhân dừng bước. Được đại nhân cứu giúp, còn chưa biết tên họ đại nhân. Thần Phương Giám Minh, chuyện nhỏ mà thôi, không cần để tâm. Thì ra là Giám Minh à. Trước kia khi ngài đi học cùng nhị ca, vẫn chưa cao lớn thế này. Trong chốc lát, vậy mà ta lại không nhận ra. Hai vị đại nhân, vừa nãy nghe hai vị đại nhân gọi Thanh Hải Công là sư phụ. Vậy hai vị chắc chắn là trò giỏi của ngày ấy, tướng quân Dân Quy Phương Hải Thị và Trung Lang tướng Phương Trắc Anh. Đúng vậy, thưa điện hạ. Ai cũng bảo đế cơ thông minh, hôm nay gặp quả nhiên đúng như vậy. Đế cơ lưu lạc bên ngoài nhiều năm, vừa mới trở về mà đã quen thuộc với mọi việc của đại trưng như vậy, quả thực không dễ gì. Hồi nhỏ ta đã chơi thân với Giám Minh, huống hồ bao năm qua tuy ta lưu lạc bên ngoài, nhưng chung quy lòng hướng về Đại Trưng, giống như chỗ tha hương nhớ quê. Mọi điều nhỏ nhặt của quê hương đều chú ý lắng nghe, ghi nhớ trong lòng. Ta nghe nói tới hai vị đã lâu, hôm nay gặp quả đúng là không tầm thường. Đế cơ quá khen, đây đều là việc chúng thần nên làm. Thần thấy hôm nay đế cơ hái vài cành hoa, có phải là thích hoa sen không? Mặc dù hiệt la cũng là một loại của hoa sen, nhưng có một cái tên tao nhã riêng, gọi là tỉnh khách. Bởi vì xưa nay nó chỉ mọc ở khe núi sâu, chịu đựng được nỗi cô quạnh không có ai thưởng thức. Một mình thước tha, hương thơm thanh mát bay xa. Kẻ thô lỗ như bọn ta không phân biệt được sự khác biệt giữa hiệt la và hoa sen, để cho đế cơ chê cười rồi. Trên cành lá hoa sen có lông tơ, lá sẽ nổi trên mặt nước và không có lỗ hỏng. Mặt lá hiệt la bóng loáng, nổi trên mặt nước, có lỗ hổng. Hình dạng khác nhau, nhưng hương thơm lại giống hệt. Không phân biệt được cũng chẳng có gì. Đế cơ hiểu rõ gì qua sen thế, ác hẳn là rất thích nhỉ. Qua sen có đẹp đến mấy, cũng không kiều diễm bằng mẫu đơn. Nói tới hương liệu, ta vẫn thích nhất là dùng hương mẫu đơn. Quá ra đế cơ thích nhất lại là mẫu đơn. Phương đại nhân lòng dạ sáng suốt, chẳng trách lại trở thành đệ tử đắc lực của Thanh Hải Công. Đế cơ quá khen. Lăng, kinh thành có một câu là Nam Bắc Phương Châu, không biết tiểu Phương đại nhân nghe tới bao giờ chưa? Chưa từng. Ý của câu nói này là trong số thiếu niên ở kinh thành, ngoài thập thiếu lang của phủ Vũ Hưng Hầu, thì chỉ có hai vị phong thái nhanh nhẹn, những người khác đều không đáng nhắc tới. Điện hạ khen ngợi quá. Phải rồi, không biết Thanh Hải Công thường ngày thích những gì? Ta muốn chuẩn bị một ít, đến tận nơi cảm tạ ơn cứu mạng của ngày ấy hôm nay. Đa tạ ý tốt của điện hạ, nhưng tới phong quán chúng thần, xưa nay có thứ bậc nghiêm ngặt, hai huynh đệ chúng thần cũng chưa từng hỏi chuyện riêng của sư phụ. Vì vậy, em là phải khiến điện hạ thất vọng rồi. Không sao. Sư phụ, vào đi. Sư phụ, con đem ít quà tới. Chỗ quà này đã được lựa chọn kỹ càng. Nụ quà trưởng thành chắc là có thể để rất lâu. Bó quà này chọn hay thật. Trưởng thành vừa đẹp. Nếu may mắn, buổi tối còn có thể nhìn thấy nó nở hoa. Dạo này công việc của con bận rộn, về sau đừng hái mấy thứ này nữa. Hoa này không phải do con hái,
Khi con và Trác Anh đưa Yên Lăng Đế Cơ về phủ, Đế Cơ nhà chúng con đem về cho sư phụ trang trí thư phòng. Sư phụ, Đế Cơ dò la con và Trác Anh về người. Con thấy chuyện này quái lạ. Một công chúa rời xa quê hương, lưu lạc nhiều năm, lần đầu về kinh thành, vì sao lại tò mò như thế? Những lời này con không nên nói ra. Sư phụ yên tâm, những lời này con chỉ nói với người và Trác Anh. Ra khỏi cánh cửa này, Hải Thị sẽ thận trọng cử chỉ lời nói, làm việc cẩn thận. Cuối cùng đã chín chắn hơn rồi. Đa tạ sư phụ dạy dỗ. Vừa làm xong cả rương y phục cho Thục Dung Phi, mệnh lệnh làm thường phục cho Đế Cơ lại đến. Rõ ràng biết Lăng Cẩm Ti chẳng dùng được bao nhiêu người. Những người này chỉ muốn nịnh nọt lên lên cành cao, hoàn toàn mặc kệ để Nghi chịu mệt nhọc. Không sao, làm được mà. Tô Di, người đi nghỉ ngơi trước đi, chăm sóc tốt Tiểu Bạch và bé Ngoan giúp ta. Chỉ trách ta chưa từng học theo, nếu không cũng có thể giúp được đôi ba mũi kim. Là Tiểu Phương đại nhân đến à? Trái lựa cô nương giỏi quá. Ta đã cố gắng nhẹ chân rồi, không ngờ trái lựa cô nương vẫn nghe ra. Đêm yên tĩnh, chỉ cần có một chút âm thanh là có thể nghe ra. Trái lựa cô nương, mời Tiểu Phương đại nhân ngồi. Ta không làm phiền cô theo thùa chứ? Không sao. Là áo khoác của Thục Dung Phi đã theo xong hai mũi cuối rồi. Không ngờ bình thường Lăng Cẩm Ti này vô cùng nhộn nhịp, đến đêm thì lại vắng lặng. Ta đã quen từ lâu rồi. Tiểu Phương đại nhân đến thăm lúc đêm khuya, có việc gì ư? Lần này ta đến là muốn học hỏi giá lựa cô nương vài việc liên quan đến hương liệu. Tiểu Phương đại nhân hứng thú với việc điều chế hương liệu từ khi nào thế? Ngài muốn học điều chế ư? Thật ra điều ta muốn hỏi là việc liên quan tới Yên Lăng Đế Cơ. Ta nghe nói từ nhỏ Yên Lăng Đế Cơ đã vô cùng yêu thích mẫu đơn, thậm chí đến mức si mê. Không chỉ là hương liệu, trang sức trên người, trang trí trong phủ đều có liên quan đến mẫu đơn. Thậm chí nhũ danh cũng đổi thành mẫu đơn. Vậy liệu Đế Cơ có thể chọn hương liệu nào khác ngoài mẫu đơn không? Sao Tiểu Phương đại nhân lại nói như vậy? Ta chỉ đang nghĩ, một người yêu mẫu đơn tha thiết như thế, tại sao hai lần ta gặp ngày ấy thì trên người đều là hương hoa sen? Thậm chí ngày ấy lại còn một lòng với hoa sen, ban ngày về hái hoa mà suýt nữa rơi xuống hồ. Tiểu Phương đại nhân, gần đây ta đang lấy số đo may đồ cho Đế Cơ, chi bằng không cần. Hôm nay ta đến hoàn toàn là vì chuyện hương liệu, muốn học hỏi từ cô nương, không hề có ý khác. Chuyện cũng không liên quan gì đến cô. Cô chớ có nảy sinh suy nghĩ khác, cũng chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Cô nương, chỉ cần nói ta biết đáp án là được. Vâng. Theo Chá Lựu thấy, hành động của Đế Cơ là bình thường. E là hai lần gặp Đế Cơ dùng hương sen đều là tình cờ. Nếu muốn tra ra khác biệt, có lẽ vẫn cần thêm một ít thời gian từ từ suy đoán. Ta hiểu rồi. Chá Lựu cô nương, chuyện lần này ta đến hỏi cô về hương liệu, nhất định không được nói với ai nữa. Ta và các anh ca đều không mong cô lại gặp nguy hiểm về chuyện gì khác. Chá Lựu hiểu. Cáo từ.
Tiểu Phương đại nhân, ta từng nghe nói thập tứ lang của phủ Vũ Hương Hầu am hiểu điều chế hương liệu nhất trong lớp tiểu bối, rất có tiếng tăm trong kinh thành. Nếu tiểu phương đại nhân có thể quen biết ngài ấy, có lẽ có thể hỏi xem. Đa tạ cô nương. Phương Trắc Anh, tại sao vậy? Hôm nay cứ như mất hồn ấy. Để hỏi huynh, có phải huynh rất thân với thập tứ lang của phủ Vũ Dương Hầu không? Đương nhiên rồi. Thế này không phải nói thừa sao? Tết Thượng Tị năm ngoái, ta và Ấu Độ đã ngồi chung cùng một chiếc xe bò. Vậy huynh giới thiệu với ta đi. Không thành vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề. Sao đệ cũng hỏi thăm về Ấu Độ giống những nữ tử khác trong kinh thành thế? Người ta nói nếu thiếu nữ lòng ôm xuân tình, lòng ôm xuân tình hay không thì ta không biết, nhưng đánh người thì ta giỏi lắm. Phương Hải Thị, vốn dĩ ca ca tưởng rằng hôm nay đệ gọi ta ra là hẹn ta uống rượu, không ngờ đệ lại muốn đánh ta. Phương Trắc Anh, hỏi huynh một chuyện nghiêm túc nhé. Huynh mang tiền lẻ chứ? Làm gì vậy? Ta dẫn huynh đến một chỗ hay ho. Đi. Không ngờ trong kinh thành vẫn còn có thứ đắt như vàng thế này. Có mỗi mấy túi bé tí đã tiêu hết mấy tháng bổng lộc của ta. Huynh không biết đâu, chỗ chúng ta không sản xuất mấy thứ này, vậy nên chúng được vận chuyển đến qua đường sông biển hoặc bằng xe ngựa từ các vùng như Chú Liễn, Chân Lạp, Mi Hoa La và Thổ Quả Lỗ. Những hương liệu này tại nơi sản xuất đã vô cùng đắt đỏ, tốn bao nhiêu sức người sức của vượt nghìn dặm xa xôi đến thiên khải, đương nhiên có giá trên trời rồi. Phí của quá. Chẳng trách từ sau loạn Nghi Dương, thú vui điều chế hương liệu đã không còn thịnh hành như trước nữa. Ta biết rồi. Để tốn nhiều công sức như vậy vẫn không yên tâm về Yên Lăng Đế Cơ à? Phải. Chỉ là một mùi hương dạy bông hiệt la, sao để cứ phải cố chấp với việc này? Nếu ta nói là dựa vào trực giác thì sao? Sư phụ từng nói đừng dựa vào trực giác, phải không? Ta biết. Vậy nên ta phải làm quen với châu Ấu Độ. Ta cần một người chuyên nghiệp giúp ta tìm ra mấu chốt vấn đề, dán màn những nghi vấn trong lòng ta. Hơn nữa chuyện này liên quan đến đế cơ, ta không thể làm việc vô căn cứ, phải hết sức cẩn thận, không hiểu gì hết. Thục Dung Phi, đây là phương thuốc bí truyền của Ni Hoa La chuyên trị chứng hàn, nếu kiên trì uống nửa năm chắc chắn sẽ khỏi hẳn. Đa tạ điện hạ. Thục Dung Phi không cần khách sáo như vậy. Ta và người vốn là người một nhà, sau này còn phải chăm sóc lẫn nhau. Điện hạ nói phải. Lan Thạch Học. Thục Dung Phi, thế này cũng quý giá quá đi mất. Vốn dĩ ta cũng không mang theo gì từ Chú Liễn. Mấy hôm trước họ thu xếp lại mới phát hiện cặp vòng này. Đế Cơ thích mẫu đơn nhất, ta nghĩ lấy cái này để tặng là thích hợp nhất. Tất nhiên là ta thích rồi. Lan Thạch Học này vốn là một loài hoa lan hiếm có ở vùng núi cao Trung Châu, rất tốt cho làn da nữ tử, cũng là vật ngự dụng trong cung. Thục Dung Phi thật sự chu đáo quá. Nghe nói đây còn là vật bệ hạ ban tặng. Khởi bẩm Thục Dung Phi, Đế Cơ, Cúc Điển Y của Lan Cẩm Ti cầu kiến. Cúc Điển Y ư? Mời. Dân. Hôm nay ta còn phải đi tham kiến bệ hạ, chỉ là tiện đường đến cung Vũ An trước. Bên Thục Dung Phi đã có việc thì ta xin cáo từ. Điện hạ, quả nhiên là hương sen. Quả nhiên ngươi
là cao thủ pha trà chế hương. Nhưng e là hôm nay người gặp phải đối thủ rồi. Bệ hạ vạn an. Lâm Lan, không cần đa lễ. Thanh Hải Công, điện hạ, ngồi đi. Lâm Lan, muội đến rất đúng lúc. Từ nhỏ muội đã tinh thông pha trà, mau đến so tài với Giám Minh đi. Cảm thua hắn nhiều quá rồi, kẹo hắn lại đắc ý. Nghe nói Thanh Hải Công là bậc thầy trong mặt này, mẫu đơn không tiện để lộ sự dụng về trước mặt hai vị huynh trưởng. Lâm Lan, không chịu ra mặt cho trẫm ư? Bệ hạ, nói vậy thật sự hơi nặng lời quá rồi. Bệ hạ đã có chỉ, mẫu đơn chỉ đành thể hiện chút tài mọn thôi. Giám Minh, Lâm Lan ứng chiến rồi đấy, người không đến mức sợ không dám đối đầu đó chứ? Chỉ là trò xiếc thời trẻ thôi. Giám Minh lâu rồi không luyện nên thấy hơi lạ tay. Nước vừa khéo sôi như suối nước phun ra không ngừng. Xem ra ý trời muốn Lâm Lan đánh cho người thua thảm hại. Mời điện hạ. Từ khi đế cơ điện hạ quay về thì rất nhiều lần vào cung, gần như ngày nào cũng gặp được. Nghe nói Thanh Hải Công cứu ngài ấy, chuyện này đã đồn khắp cung rồi. Chẳng lẽ bệ hạ định tác hợp cho họ? Nhị ca ca, huynh xem, quả nhiên mẫu đơn lại phải xấu mặt rồi. Đáng tiếc lá trà ngon thế này của nhị ca. Mẫu đơn lưu lạc bên ngoài nhiều năm, tay nghề đã sao nhãng từ lâu rồi. Giám Minh, rõ ràng ngươi biết mẫu đơn không để tâm đến trà nghệ mà không biết nhường muội ấy sao? Bệ hạ cứ đùa. Mẫu đơn, trẫm biết muội lưu lạc bên ngoài nhiều năm đã chịu không ít khổ cực. Giờ muội về rồi, trẫm nhất định sẽ làm tròn bổn phận hoàng huynh, chăm sóc tốt cho muội. Đa tạ bệ hạ. Nếu đã xấu mặt vậy rồi, mẫu đơn cũng xin cáo lui, không làm phiền bệ hạ nữa. Giám Minh, còn không mau đưa mẫu đơn về thay trẫm. Mời điện hạ. Hãy
生动的心。